Sáng nay, sự kiện về công nghệ và quản trị thường niên SaaS Day 2024 đã được Base.vn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Doanh nghiệp thế hệ mới, công nghệ song hành đam mê. Tại sự kiện SaaS Day, Base.vn đã cho ra mắt hai bộ giải pháp mới là Base CRM và Base Service. Base CRM là nền tảng quản trị kinh doanh giúp doanh nghiệp có giải pháp quản trị khách hàng toàn diện hướng đến việc tăng doanh thu. Base Service là nền tảng giải quyết triệt để bài toán phối hợp phòng ban trong doanh nghiệp chặt chẽ, mượt mà và cá nhân hóa riêng cho từng đơn vị, giải quyết bài toán tối ưu chi phí vận hành. Trong 2 năm vừa qua, tôi liên tục phát triển, thử nghiệm và xây dựng và cải tiến liên tục hàng chục, hàng trăm lần các bộ giải pháp của mình. Đến thời điểm ngày hôm nay, tôi đang rất tự tin để đưa được một bộ giải pháp mà nó là sự kết hợp cả công nghệ lẫn cả những kiến thức chuyên môn. Được tổ chức từ năm 2018 tới nay, SaaS Day đã trở thành sự kiện thường niên được mong chờ nhất của ngành SaaS, nơi trình diễn những công nghệ mới nhất và chia sẻ những câu chuyện hình mẫu doanh nghiệp lý tưởng trong kỷ nguyên số. Đây cũng là sự kiện B2B có quy mô hàng đầu Việt Nam, kết nối hàng ngàn CEO, C-level, nhân sự cấp cao của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.